Dạ, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui vợ chồng chúng tôi. Có thể trong mắt mọi người Sỏi là một cô gái câm điếc bình thường, nhưng đối với tôi, Sỏi là một người rất đặc biệt. Sỏi đã cùng tôi chữa bệnh cho Yến và Sáp. Tôi tin một ngày nào đó Sỏi sẽ trị bệnh cho tất cả mọi người ở đây. Hãy cùng ly cùng vợ tôi, Thủy Ngân. Mọi đừng ly, đừng ly.